Đạo tràng chùa Minh Duyên Huệ Nhẫn xin trân trọng giới thiệu bộ kinh Khuyên Đời Tu Niệm phần cuối. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ, Phật tử gần xa kính mến. Được sự phát tâm của Phật tử Võ Thị Rang pháp danh Diệu Hòa 80 tuổi, Võ Thị Ngào 77 tuổi, Võ Thị Ngọt pháp danh Diệu Phước 74 tuổi, Châu Minh Cường 51 tuổi, Lâm Thị Phụng 43 tuổi, Hứa Hồng Cường pháp danh Minh Hùng 52 tuổi, Quỳnh Thị Liễu pháp danh Diệu Dạng Chơn Hoa 50 tuổi, đã thành tâm ấn tống bộ kinh này. Nguyện đem công đức vô lượng hồi hướng tiên linh của Huyền Thất Tổ cùng khắp pháp giới chúng sinh đồng tròn Phật đạo. Cùng Phật tử khắp nơi thân mến, khi nghe qua kinh điển Mẫu Hoàng, chúc quý ngài đầy đủ phước duyên, sớm bước lên con thuyền Bát Nhã. Kinh kệ khuyên đời ích lợi chung, nhớ trao người khác được nghe cùng, hồng chung ấn tống bòn duyên phước, pháp thí giống lành ráng phén dung. Nay Phật tử lòng thành phát nguyện, đem chân kinh địa mẫu lưu truyền, dương gian con mẹ phụng hành, truyền kinh phước kỳ bao nhân sanh hưởng cùng. Chân kinh Phật mẫu lưu truyền, để cho nhân thế gần xa tu hiền, Võ Thị Rang 80 tuổi chăng, họ tam quy pháp hiểu diệu hòa, Võ Thị Ngào 77 tuổi, Võ Thị Ngọt Diệu Phước là danh 74 tuổi, trần miền đường xa vạn dặm về đây lòng thành. Châu Minh Cường 51 tuổi, Lâm Thị Phụng còn tuổi 43, Hứa Hùng Cường 52 tuổi, Quỳnh Thị Liễu tuổi chẳng 50, Hứa Hùng Cường pháp danh Minh Hồng, Quỳnh Thị Liễu Diệu Dạng Chân Quang, lập công bồi đức nguyên kỳ, chân kinh ấn tống ba gia tu hiền, chư linh ni tử gần xa tổ hồi, quyết
một lòng trở lại Đài Bay. Ngưỡng trong mẹ ở Tây Đài, thương con mẹ chứng lòng này thế gian. Tây Dương màu chân kinh lưu lại, để ban truyền nhân thế nghe cùng. Khuyên đời tu niệm chân kinh, minh duyên huệ nhận góp trong tu hiền. Đêm trong trăng trăng trong như lọc, nghe tiếng con mẹ phúc chánh lòng. Bởi con thương mến bụi hồng, nên con nghe tắt mẹ rùng rùng ra đi. Tưởng ra đi mãn kỳ trở lại, nào về con chẳng nghĩ đôi chẳng hoài. Ra đi mẹ dặn một hai phải tránh trong gai cuộc đời. Dặn con phải giữ lời sao trước, bước hồng trần là nước quỷ ma. Dặn con chớ khá ta bàm, dặn con khá kể cả mãi mê. Dặn con nhớ cảnh quê làm trọng, dặn con thường để bụng nằm lòng, rằng loài ma quỷ phải phòng, rằng loài lưỡi mối nọc ông phải ngừa. Dặn con sớm kể chiều kinh, dặn con đừng bế để công trình. Dặn con mẹ dặn đinh ninh, dặn con phải giữ phải gìn tâm thân. Dặn con biết mấy lần trân trọng, con đành rẻ rúng ra lời khuyên. Con đành gây cuộc khi nào phiền, con đành gây cuộc trần duyên đau lòng. Nay con thăm bảy dòng cắn xe, con ơi đành nhớ mẹ sao con. Con ơi lòng mẹ héo hon, con ơi thân mẹ vì con hao gầy. Rày con được ơn thầy cứu đồ, đem con về phải chỗ phải nơi. Khuyên con dạy phải nghe lời, khuyên con chớ khá giỡn chơi ít gì. Tu phải biết quy y làm bao, là nương náu cửa trời. Tu cho kịp tiết kịp thời,
tu đừng sao lãng những lời mẹ răng. Này lời mẹ ân cần nhắc nhở, thấy con thơ mẹ ứa đôi hàng. Thương con trước chiều lạc đàn, con ơi phần gái gian nan nào nề. Thương con gánh nhiều bề cay đắng, dầm lửa nắng nước sương. Con ơi phận gái đoạn trường, con ơi phận gái trải bước mới thành. Tu phải biết việc lành việc dở, tu chữa lòng bảy lữ ba lo. Thầy đã sao trước ấy dặn dò, thầy đã chất sẵn chiếc đò lý chân. Đò lý chân chủ nhân đã chọn, chân qua đò khỏi tốn khỏi ao. Miệng con trong trắng y một màu, miệng con sao trước trước sao một niềm. Tu phải giữ lặng im là gốc, tu phải chừa cái nọc nhiều đời. Con ơi tai quả khắp nơi, tai người uống ngã lưỡi khô môi hại mình. Chữ một giả kinh thành làm trước, lòng đừng lo quả phước khi có không. Có không là luật chi công, có không cũng tại nơi lòng các con. Đêm thanh vắng con tròn phận sự, đọc kinh thì ráng giữ lấy mùi. Đừng ngâm chót lưỡi đầu môi, mẹ còn lùi tới tới lùi phân trần. Đọc kinh phải cân phân từ tiếng nghe, tiếng kinh là kinh điển của thầy. Đọc kinh gắm được mùi hay, dấu cho sắc đã có thấy cùng thành. Gái cần giữ thân danh làm trước, kế quỷ ma nhiều nước tình yêu. Em tai sao quyển loạn chiều, yêu con nhắm mắt nghe liều thư thân. Mẹ đã dạy nhiều lần cặn kẽ, quỷ thường xưng tên mẹ lắm con. Con nào gan yếu dạ non, nghe lời bưng bờ ngọt.
điều mong mềm ấy phần người tốt. Tránh xa tiên quên lời rầu, tránh xa những y bọn giả màu xa mưa. Thấy nhiều trẻ bơ thờ hỏng héo, tướng dịu dàng yếu điệu khá thương. Tại sao mang số đoạn trường, tại quên những tiếng nghĩa phương ngọc ngà. Thương con dạy thiết tha tha thiết, vui vẻ chi mài miệt cõi trần. Con ơi xét lấy nàng hằng, trọn năm được thấy mấy lần đẹp xinh. Mẹ hằng cậy nhân tình cho trẻ, khuyên đừng bế đừng kể công trình. Thương con thầy phế ngọc kinh, trước con khỏi chốn quả khanh đem về. Con khá chớ bỏ bê lúc rảnh, lúc rảnh thường tâm y tánh y lãng sao. Tâm tâm sao lãng phân hào, tự nhiên con phải mòn hao tinh thần. Tố phải trọng chân thân chân thề, thân thể này gốc rễ của con. Chân thân chân thể chân hồn, giữ gìn trong sạch mới còn gọi con. Đừng vọng tưởng phấn son là sạch, son phấn y làm chân phách đã phải luôn. Rồi hỏi thô mấy ai ngồi kiểu lấy dù che thân. Đừng vọng tưởng cơ bận là nhục, cơ bận là tránh gốc mọi con. Lúc xanh đỏ lối một hòn, lúc về có kể vật chốn những gì. Con phải nhớ lúc đi thầy dặn, phải cho tròn bón phận đừng sai. Đừng lo phú quý trong gai, phải cho xứng y đáng tam tài mới xin. Chánh tam tài mới vinh mới quý, giá tiền tài đồ mỹ phá chân. Sao chưa rõ thiệt hơn, đã dự mây kiếp đường trơn bước hoài. Rài mẹ nhắc chỗ sai con hiểu, hiểu được rồi mẹ biểu phải nghe.
rồi cẩn thận trăm bề, tránh đoàn kết đi đảng lập phe phân phờ. Con phận gái lỡ cơ sao được, phải giặt dè từ bước mới ngoan. Sao cho danh gái rõ ràng, chín mười cho đúng tuổi vàng mẹ trao. Cuộc trần thế ảo bào mong anh, có chân tu mới rành phù xanh. Muốn cho chân thật tu hành, lắng lo lình giữ cảnh ấy thành, đừng quên người ở thế đặt tên kể tôi. Tên tôi này một buổi chẳng lâu, mấy tên phú quý công hầu có đem chi được để chầu ngọc kinh. Người ở thế danh thinh làm trước, thinh danh là khỏi phước sự tu. Công dung ngôn hạnh làm đầu, lòng đừng mê hoặc phải trao sữa mình. Đừng tập lối văn minh dối trá, văn minh này quỷ phá mấy ơi. Con ơi mẹ đã cạn lời, ráng cho trong sạch tên người tuổi ta. Tên tuổi ta bao la vũ trụ, tên tuổi người che phủ thế gian. Muốn cho tên tuổi miên tràn, ta người tên tuổi vẫn ngơ vàng chớ sao. Người xuân thế ai ai cùng một, phải rõ người là ruột với mình. Với mình như một mới sinh, với mình như ruột mới rành tuổi tên. Con phải nhớ chớ quên lời mẹ, được thân người chẳng dễ đó con. Tuổi tên được vậy mới còn, tuổi tên được vậy mới tròn thinh danh. Đừng tập bi nết trở trinh liêu lòng, theo tánh đi phàm học vọng cầu cao. Chị em đừng tiếng mày tao, chị em tiếng nói ngọt ngào mới ngoan. Lời ăn tiếng nói dịu dàng mới làm trên dưới, dưới trên trong mình.
học chi cái dòng ngu si, học chi cái dòng dị kỳ khó ưa. Đừng học thôi đồng đưa miệng lời, mà có khi dương lưới quỷ ma. Khôn ngoan sao bằng thiệt thà, cứ lời mẹ dạy mới là con ngoan. Con đã chán các cơ đàn tội phước, mừng cho con nay được gặp thầy. Ơn thầy rơi khắp ba cỏ cây, con tua tánh nay mỏng kịp ngày quy quyên. Phần xác thịt ba diện làm trong, phần thiên liêng phải giống cho cân. Chớ hao tinh khí hại thần, tinh thần quý báu phải cần phải chuyên. Thần khí tinh tiên thiên làm gốc, tinh khí thần là nọc hại người. Con ơi đừng tưởng trò chơi, nếu con sai ngược đạo đời dễ đâu. Đừng nghe kẻ mượn màu đại đạo, tiên hậu thiên ngược ngạo phình đời. Nếu con sai lạc tất ơi, linh hồn phải dướng chạy trời làm sao. Mẹ thấy trẻ khát khao tìm đạo, mà lại tin chuyện ảo trắng trơn. Con ơi chớ cậy dòng đờn, dòng đờn là dòng hại hơn hồn linh. Con muốn rõ công trình tập luyện, tập ba luyện rành cổ qua chuyện phải tâm. Muốn cho câu chuyện được rành, gần thầy mới rõ quyền công thế nào. Con phải biết đạo đòi tối thượng, đừng để lòng hờ hững sự tu. Chớ tin những lũ quán mầu, mượn thầy giả đạo quyết rầu hư thân. Nghe tiếng trẻ mẹ mừng cho trẻ, trẻ phải mau bước lẹ đường ngay. Muôn năm mới gặp hội này, để cơ hội ắt đỏ đài dương mang. Đã gặp đạo gặp đàn chánh đang, thì phải lo phải ráng công trình. Mẹ khuyên bỏ tâm hờn
anh chị em. Tánh cành trong y ráng kiềm cho dứt, nó làm cho đạo đức phải hư. Con ơi mẹ vốn đại từ, thương con mẹ ráng giờ giữ chi bài. Thấy trẻ dại đỏ đài thân thề, mạnh tranh đua theo thế nhân hào. Quên nhìn đất rộng trời cao, đành dùi bụi đỏ để sao tâm trời. Thần tiên Phật ráo lời cạn tiên, khuyên các con bỏ miên tu chơi. Tu cho biết Phật biết trời, tu cho biết đạo biết đời mới tu. Trẻ đạo thầy mù khó dắt, trẻ ham đời thì mắt tay phàm. Xanh vàng sợi chỉ ai làm, con đường Nam Bắc Bắc Nam ai làm. Tìm đạo gặp thầy mới sống, muốn tìm thầy chớ có dằn tâm. Con ơi đạo lý cao thâm, làm sai một mãi hại thầm biết bao. Lòng thương xót ta đồng bào chớ nề, một rung y nhau của mẹ mà ra. Đông Tây Nam Bắc gần xa, dẫu cho khác giống cùng là tình thâm. Kẻ rù quên gây mầm sâu xé, lập phái phe chia rẽ thịt xương. Lời ngon tiếng ngọt như đường, nếu con nhẹ dạ mắt lường uống quang. Phải đến đạo tràng chân lý, mới không còn có quỷ nơi tâm. Đạo tràng thầy lập phải tầm cho gặp đằng chăm học hành. Trời đã phú tánh lành sáng suốt, thầy con là con ruột của trời. Con trời đâu có cãi lời, con trời đâu có tiếng đời nhau kinh. Khuya nhận tự mình con xét, con xét con biết lấy con. Con ơi tánh đi đức cho tròn, đừng ham những thói bôn chôn nhọn nhàng.
chị em cùng một đoàn thua xúc. Giờ rầm rang phải học mới nên, học thì chỉ phải cho bền, học bền mới có tuổi tên với người. Khi đi khi đứng cười nói, lúc đi nằm ngồi, lúc ba hỏi lúc thương. Con ơi lễ nghĩa chẳng vừa, nếu con thừa thớt ai chừa cho con. Phận nhi nữ phải tròn danh dự, còn tiếng nhớ cũng y nặng như hòn Thái Sơn. Muốn rõ đạo chớ sờn công quả, công quả bòn chớ kha từ nan. Muốn thông công quả rõ ràng, công càng bền dẫn quả càng lớn lao. Công đức được dày trao chói ràng, công nghiệp càng rọi bản ngọc kinh. Sao cho công dựng như thành, sao cho quả được cái trổ nhành đơm quá. Phần nhi nữ ngọc ngà thân thể, công quả cho rành mà rẽ đường sai. Công y trao phước kia mới được dài, công dài đức mới dần tài núi sông. Muốn được cái quả phải trồng nên quả, quả muốn y trồng giống y lạ chớ ương. Con ơi phận gái đoạn trường, đoạn trường càng phải tìm đường cho nên. Mẹ đã dạy công bền mới được, công dài công được phước mới bền. Học hành công khó mới nên, biết lời phải dướng vào nền tớ tôi. Mẹ đã dạy dung bồi công quả, con phải rành công cả của con. Con nào công nấy vuông tròn, công nào quả nấy chẳng còn đợi chi. Mẹ cũng biết nữ nhi phận gái, mẹ sao phận dạy có người. Con ơi công chớ biến lười, con ơi mẹ đã ráo lời phúc nói. Con phải biết ta luân hồi nên sợ, luân hồi làm nên nở vô minh.
con khá ráng học hành cho thông. Kẻ dối trá cuồng ngôn khả ô, mà làm tuồng giải dẫu tròn vuông. Các con là gái khuê môn, các con đâu rõ vuông tròn là gì. Có đâu là lớp để vào đường, thầy đâu làm mặt trò phường, thầy đâu tán tận thiên lương khuấy đời. Con đã gọi con trời thế hà, chịu nhật tân mà con lại muốn tranh lưng xa bồi. Bánh y luân xa lăn rồi chẳng đợi, nếu dương vào con mới định sao. Con ơi thiên dòng nan đào, đừng trong bắt ở đầu nam tàu phú quy. Muốn cô quy chẳng chi lạ nữa, con khá lo tự sửa lấy mình. Sửa mình cho được bất sinh, sửa mình cho được tiền trình dễ gian. Nói đến con trăm đàn chua xót, mẹ si bao lệ giọt đượm tuôn. Thấy con xa khỏi lạc trốn, cũng vì con mãn làm tuồng khéo khôn. Càng khôn khéo càng dồn các tư bụi, khéo khôn chi với tội hồng trần. Hồng trần khôn khéo vô nhân, khéo khôn theo bụi hồng trần ít chi. Kìa trước khi mắt con suy cho kiếp ma, cuộc bi quan ly hiệp mây hồi. Các con chẳng nghĩ rõ cơ trời nắng mưa lạnh nóng mấy thời đó con. Trời bình tĩnh thoạt ta còn nổi gió, trăng lào lào lại đổ mọi mưa. Đừng sớm nói trưa năm còn tháng thiếu ngày thừa phải sai. Lời rí rả canh dài mẹ dài, tiếng nỉ non phải quấy mẹ bài. Con ơi cố gắng ngọc kinh mới được có nghe.
mình nuôi cái vô minh. Vô minh nào phải trời sinh mà ngờ. Kìa đuốc tệ anh ấy bờ chân ly, thầy đã khai rồi chỉ đường ngay. Thiền nghiêng sống ngược phải hoài, đừng khoe mạnh bảo rủi tay lái lèo. Người trí thức coi dèo thời thế, chớ hững hờ lầm kế tinh ranh. Con ơi phần gái mỏng manh, thương con mẹ chỉ mỗi manh. Sao trước ham tự do con vượt ra đi, tự do nó có ích gì, tự do càng lắm càng suy tinh thần. Mừng cho trẻ ráng lo tu kẻo trễ thời kỳ, gặp thời con hài quy y. Càng cho biết lễ biết nghi mới rằng, mẹ dạy con chẳng ngừng lời nói. Con nghe lời đừng gọi phui pha, đêm khuya nguyệt xiết trăng tà. Con xo bóng nguyệt còn là bấy nhiêu, duyên tư giả lắm điều dối trá. Cây tùng hoàng dài trà chẳng thôi, lạnh xa cài bánh luân hồi. Kha mau tình ngộ dung bồi chân linh, dân chân linh phải dình tâm tánh. Nhìn ngọc kinh là cành quê nhà, rành rang cai kiếp và phù hoa. Lặng tâm êm tâm mới là gọi con. Mẹ vì con lưỡi mòn đôi đoạn, mẹ vì con lời cạn mấy phen. Công dư kết đi bạn với sen, công dư đâu để làm quen với bèo. Chừa cái tâm tự kiêu tự đắc, mới có ngày gần Phật gần trời.
trời tuy lầm lầm dơi dơi, nhưng trời ở tại mấy lời mẹ đây. Con nghe mẹ mẹ khuây khỏa già, mẹ nhìn con hả hớn lòng. Con ơi mau kiếp trùng phòng, đến đài chim thiết hiệp cùng chị em. Lời tâm quyết mẹ đêm tường tầng, khuyên con thơ an phận tu hành. Muốn cho gọi được gái lành thì mau cải giữ mới sành chân tu. Đừng phân biệt trí ngu thêm hại, đố ai tường khôn giải là chi. Trăm điều điều tại quá nhi, đừng đem phàm tánh mà khi mà lầm. Mẹ căn dặn tu tâm cho lắm, tu tâm rồi tánh ấy bẩm mới trong. Tánh tâm tuy cùng nơi lòng, mẹ còn lo ngại con không rõ đàn. Lòng thương con ngổn ngang trăm mi môi, muốn nghe cho con tránh khỏi luân hồi này. Con tâm tánh ấy bởi trời, này con tâm tánh bởi người phá hư. Phật thường gọi chân như tâm Phật, trời đã cho mình đức tánh trời. Tánh ni tâm trong sạch ni là người, tánh tâm xảo trá là đời đó con. Đã gần trót đêm tròn mẹ giảng, giảng cho con mấy đoạn éo le. Phải nhìn trời đất chở che, phải nhìn cho kỹ đặng nghe mà làm. Đời hiểm nham có thiện căn mới dễ tránh đời. Tránh đời còn phải nghe trời, nghe trời thì phải nghe lời mẹ khuyên. Kẻ có phước thiện duyên mới gặp, gặp thiện duyên ráng tập ấy mà làm. Làm thì nhất đức nhất tâm, nhất tâm nhất đức mẹ chăm nom liền. Thầy đã dạy mười khuyên ráng giữ, lại lắm khi nhắc nhớ trăm điều khuyên con. Tâm huệ ráng khiêu cho tỏ đặng theo mới màu. Bề cứ
sự sòng nâu đạm bạc, chớ kêu đòi đài cát trăm anh. Trăm anh để gọi gái lành, trăm anh nào phải xưa sang bề ngoài. Mẹ dạy con chẳng nài lao khổ, tâm phàm khuyên ráng bỏ ráng trường, ráng đem lại tánh trời xưa. Ngọc kinh xóm bước cây chờ trưa về chầu, đuốc chân ly lào lào thầy soi, nơi trung ương đặng gọi các con. Bọn vàng sông lệ nên bọn, tìm châu tìm ngọc nón con đến tìm. Cây mắt mẹ có chim khôn đầu, kẻ hiền lành nói dấu từ bi. Từ bi bác ái thầy ghi, từ bi bác ái tam kỳ giá gian. Mẹ đã dựng nền vàng bán ngọc, con biết ta lo săn sóc ngày đêm. Ân cần mật thước đừng sai, thì con sẽ được dạy đầy ơn trên. Mở màn chưa khỏi lý phồn qua, chưa biết thiên niên thân tinh sắp nhà. Cải hạnh đố ngươi về lập thử, tháng sau sẽ đến trước trình ta. Thế miền là chỗ đau phiền, thiện khai đất cơ đạo màng tiên trở về. Ngày nay bút ngọc giữa kề, phòng loan sư lễ trọn bề phân hoa. Phần còn thiện tính ngay gần xa, tỏ ra huynh đệ ba gia xa gần. Kể từ mình thật sát trần, nhờ công tu niệm giữa gần mẹ cha. Ngày nay giải thoát ca nề hà, hồn linh nê đất cơ đạo màng quá thanh nhàn. Bền tâm đạo lý quy hoàng, cung vàng là cửa mới nhàn thiên tâm. Đừng mê quân hạ sai lầm, tình đi đặng có kiếm tầm là sống. Nhớ thôi lì nhỏ tuôn dòng, hồn linh đi đất ư đảo mà lòng không vui. Muốn sao con mẹ vui
ngồi tĩnh tâm dưỡng tâm trao dồi đạo tiên. Kỳ tam sẵn có con thiền hoàng nhung lãnh đạo cần chuyên đợi chờ. Thiền khai nay dẹt sương mờ còn trên bát phẩm màn cơ giáo truyền. Chúng y lo hoàng lễ kim thiền rước đưa con mẹ qua miền gió đông. Thiền khai hoàng lễ nhung hồng đồng tâm lấy mạnh thuyền rồng biển khơi. Biết rằng mẹ đất cha trời ráng lo tu sửa cho đời mẹ vui. Đại tiên cha mẹ ngắm ngồi cho nên bác phẩm sục sùi thăm ân. Thở vàng đại phẩm lì sầu chung mấy lo đạo lý màn cháu mẹ lành. Hoàng dung y lành đạo nam thành con đây sư lễ thiền thanh đang sầu. Đôi lời bác nghi phẩm cung lầu khuyên trong con mẹ vũ cầu tỉnh mê. Kỳ tam tiên thánh giữa kề không lo tính ngộ đặng về hư không. Lầu tiên mẹ thổ quyết hồng nữ nam con mẹ sao không trở về. Sông trần là chốn biển mê sao không theo mẹ nhàn quê phản hồi. Nhờ công bội trước cả trao dồi 20 lập lợi được ngồi tòa liên. Đại tiên trương ngọc niệm ngà ai dâng lời dạy mẹ cha ban hiền. Mẹ đem huệ phước cung tiền ban cho những hạng lương hiền thiên tâm. Cung vàng ngọc khuyết sầu thầm còn trên diêu điện ngàn năm mẹ buồn. Mẹ buồn con mẹ luôn tuồn cho nên bác phẩm dầm tuôn lệ tràn. Từ ngày sát trả nam đàn hồn linh thể nguyện cứu an lành giòn. Chiều thu còn một chuyến đò trao tâm sửa tánh lần dò bước lên. Đông tàn lạnh lẽo chi bàn muốn về địa vị để tên ráng làm. Trần mê là chỗ luân trầm sang tu đỡ lại lầu lam bể sông. Lòng mê chi
chỗ bụi hồng, phú lợi bà mẹ thiên sòng phân qua. Nghe rồi dẹp ba bỏ lòng ta thương dùm bà mẹ cũng như nhà thế lương. Vì trần mẹ mới dặm trường, mẹ khai thiền ngọc chỉ đường trần gian. Phu thê lai mạnh thiên vàng, ngôi chợ huynh để sửa sáng lên về. Nhờ trong huynh để giữa kề thuyền láng đang mãi trở về đài mây. Từ khi trở lại nơi này, nhìn xem cuộc thế dày đầy thế lương. Trần mê là chốn đoạn trường, mau tu trở lại quê hương bụi đầu. Ngày nay em lãnh đạo màu, cùng hoàng sư lễ thiền châu nghiêng mình. Em thương hoàng lễ nhung quỳnh, đào thơ liễu yêu tận tình đau tiên. Nên em lãnh lệnh điện tiền, cùng hoàng sư lễ tròn viên buổi này. Tâm kinh ghi khắc lời chân, để truyền nhân thế ba gia chung cùng. Khuyên cùng huynh tỷ khắp nơi, nhắn lời thanh lễ trí ân muôn nhà. Hoàng nhung buồn bã tả thư nhàn, ai học đạo tràng ráng điểm trang. Cạn tiếng khô môi vì lý pháp, đành lòng không nghĩ thể hường nhan. Nát giả ôm sầu hầu khó tả, làm sao cho mẹ được huy hoàng. Kêu hỏi khách trần ôi ráng nhớ, đây lời tâm huyết mới vừa than. Minh duyên huệ nhận tri ân, thiền nam tính ni nữ đồng chung phát hành. Kinh khuyên ba tánh tu hành, khuyên đời tu đạo nam thành tánh mê. Hôm nay Phật tử trở về, minh duyên huệ nhân chùa vàng cầu xin. Nghe thầy tha thiết nghĩa khinh, minh duyên huệ nhân đồng chung một lòng. Khuyên đời tu niệm góp ba phần, đây là phần cuối bộ kinh Mẫu Hoàng. 33 tập truyền ra, cấp chung lê thứ ba gia nghe cùng. Phần kinh cuối của nhà họ Võ, Võ thị ngọt diệu phước là danh. 74 tuổi
tâm y ấn y tông bộ kinh y màu hoàng gió thị rang diệu hòa tánh y tử tuổi 80 hùng phước đa cầu kinh võ thị ngào 77 tuổi châu minh cường 51 tuổi lâm thị phụng 43 tuổi hứa hồng cường pháp danh minh hùng 52 tuổi quỳnh thị liễu pháp danh diệu dạng chân hoa 50 tuổi tâm thành hòa quyển lời kinh nguyện xin với mẹ tam tòa chứng nghi minh nam mô ngũ vị nương nương tam tòa cổ phẩm chứng tri lời này bác nương thanh mẫu chứng Tây Dương Hoàng Mẫu Đại Liên Hộ Phù Minh Duyên Huệ Nhân Hoàng Thành Bộ Kinh Phật Mẫu Khuyên Người Tu Tâm Kinh Dân Huynh Đệ Xa Gần Nghe Kinh Thức Tịnh Tu Hành đừng sai nguyện công y đức vuông bồi đại đạo khắp nơi nơi biết sửa tu hành bồng lai tiên cảnh núi vịnh minh duyên huệ nhân chùa vàng lấp nên lập nên thanh địa tam tòa Phật trời cha mẹ con phò kính tâm đền ơn đáp nghĩa cho tròn màn ba mạc pháp cùng son quy hồi chúc nữ nam cùng là huynh đệ đồng cùng nhau dắt đến quê viên sắp đặt ngang bài tôi tên mẹ đặng bản vàng ghi ra lầm lỗi gì mong người tha thứ chỉ một ba lòng trọn đạo mà thôi nếu mà sai sót lời vàng để huynh chung sửa cho tròn phận em kinh vàng của mẹ phụng hành lại xin cha mẹ bề trên chứng lòng nam mô thanh mẫu tam tòa diêu trì phật mẹ mẫu hoàng chứng minh nam mô vô thượng hư không diêu trì phật mẫu tác đại chứng minh kính bạch chư tôn đức kính thưa cùng thiện nam tín nữ phật tử gần xa kính mến đây là phần thứ 33 phần cuối của bộ kinh khuyên đời tu niệm và thời gian qua chư tôn đức cũng như toàn thể quý thiện nam tín nữ linh tử quý vị ân nhân đã nhiệt tâm ấn tấm và đón nhận như món quà làm kim chỉ nam trên bước đường tu nhân học Phật. Một lần nữa Minh Duyên Huệ Nhẫn xin được tri ân toàn thể những người đã phát tâm cùng những đạo hữu đã trợ duyên cho buổi lễ cũng như phá lễ và bài kinh được thập phần thành tựu viên mãn. Chúc quý vị cùng gia quyến thật nhiều sức khỏe và luôn luôn an vui trong cuộc sống. Trong khi phát hành bộ kinh này, vì tam nghiệp không thanh tịnh cho nên không tránh khỏi những lỗi lầm sơ sót, rất mong toàn thể quý địch vị niệm tình quan hỷ góp ý
để lần sau chúng tôi cố gắng sửa sai và hoàn thiện hơn. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Tát Đài Chứng Minh.